vợ chồng Phương Oanh, xác bình tình tứ ở Đài Loan. Diễn viên Phương Oanh bế bầu đôi 6 tháng, tình tứ với xác bình khi du xuân ở Đài Loan. Phương Oanh cho biết vợ chồng cô vừa có chuyến du xuân ngắn ngày ở Đài Bắc và Đài Trung. Cả hai mê đắm không khí trong lành, những con đường hoa anh đào nở rộ rực rỡ khi xuân sang. Vợ chồng Phương Oanh, xác bình cùng cho cừu ăn tại một công viên ở Đài Loan. Mang bầu ở tháng thứ 6, Phương Oanh vẫn giữ được vẻ năng động. Cô thoải mái di chuyển, tham gia các hoạt động do ông xã lên lịch trình. Phương Oanh cho biết Tết năm nay của cô đặc biệt hơn khi có gia đình riêng và chuẩn bị đón cặp song sinh. Cô dành một tuần trước Tết để sắm sửa, trang hoàng tổ ấm mới, sau đó cùng ông xã đi chúc Tết hai bên nội ngoại, gặp gỡ bạn bè trước khi lên đường du xuân. Bụng bầu của Phương Oanh ngày một lớn dần nên vợ chồng cô thống nhất chủ yếu nghỉ dưỡng, không di chuyển quá nhiều. Phương Oanh hiện tăng hơn 10kg nhưng vẫn giữ được phong dáng gọn gàng. Nữ diễn viên cho biết cơ thể cô không thay đổi nhiều, ngoại trừ vòng 2 ngày một lớn dần. Vì thường xuyên tập yoga, chạy đi chạy lại lo công việc kinh doanh trong thời gian mang bầu nên cô giữ được sự năng động, không thấy mệt mỏi khi đi du lịch nước ngoài. Phương Oanh sinh năm 1989, quê Hà Nam. Cô khởi nghiệp làm mẫu trước khi bén duyên phim ảnh và nổi tiếng với các phim Hoa Bay, Ngược Chiều Nước Mắt, Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Huỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân. Cô làm thủ tục kết hôn và tổ chức lễ vu quy hồi giữa năm 2023. Ông xã nữ diễn viên tên thật là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, là một trong những doanh nhân tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Anh là nhà sáng lập kiêm chủ tịch một tập đoàn về công nghệ. Anh nổi tiếng hơn từ khi tham gia chương trình Thương Vụ Bạc Tỷ, Shark Tank Việt Nam từ năm 2019 và thường được gọi bằng biệt danh Shark Bình. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.